Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bạn đội viên thân mến, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão được thành lập vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão có hai cơ sở. Cơ sở 1 đặt tại thôn 9, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, để quản lý, tổ chức, nuôi dưỡng và các hoạt động giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số bậc học trung học cơ sở. Cơ sở 2 tại thôn Gò Bùi, thị trấn An Lão, để quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục đối với học sinh bậc trung học phổ thông. Liên đội trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão hoàn toàn 100% đội viên là dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tụ họp về đây. Các em được sống trong ngôi nhà chung, các em ăn, ở và học tập tại trường. Là liên đội có nhiều thành tích trong phong trào đội và phong trào thiếu nhi, hưởng ứng không khí thi đua sôi nổi của cả nước, hưởng ứng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 70 năm kỷ niệm ngày thành lập chi bộ đảng huyện An Lão, 56 năm chiến thắng An Lão. Chúng em là những đội viên của Liên đội Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông An Lão, đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện và thật tự hào khi chúng em tham gia hát quốc ca tại địa chỉ đỏ, em yêu Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bạn đội viên toàn quốc thân mến, đến với cuộc thi video clip hát quốc ca các địa chỉ đỏ, em yêu Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay, Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định xin giới thiệu địa chỉ đỏ, tượng đài chiến thắng An Lão và các bia chiến tích huyện An Lão. An Lão là huyện vùng cao nằm về phía Tây Bắc, tỉnh Bình Định, với diện tích tự nhiên 692,02 km2. Toàn huyện có 9 xã và 1 thị trấn. Dân số là 27.837 người, gồm 3 dân tộc anh em, Kinh, Hơ Rê và Ba Na cùng sinh sống. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, An Lão là vùng tự do, là hậu cứ quan trọng của cách mạng. Sau Hiệp định Geneva, đất nước chia cách làm hai miền Nam Bắc. Miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, An Lão là căn cứ cách mạng phía Bắc của tỉnh và quân khu Nam. Do vậy, Mỹ Diệm đã không từ bỏ mọi hình thức đàn áp dã man. Chúng thực hiện chính sách ba sạch, giết sạch, phá sạch, đốt sạch, lừa bịp để thực hiện chiến lược, bình định nông thôn, lập ấp chiến lược, xây dựng bộ máy ngụy quân, ngụy quyền và chúng thực hiện những cuộc truy lùng càn quét đẫm máu. Điển hình là vụ thảm sát Đá Bàn thuộc xã An Lạc, nay là xã An Hưng, giết chết 9 gia đình, 31 người, hòng uy hiếp tinh thần, ý chí của quần chúng nhân dân. Đồng thời, chúng dùng hơn 11 người dân về sống chung quanh quận lỵ và dập trục đường số 5 để tiện bề cai quản, kiểm soát. Được sự chỉ đạo chặt chẽ của khu ủy khu 5, tỉnh ủy Bình Định và của huyện ủy, phong trào đấu tranh chính trị, chiến tranh du kích của quân và dân An Lão ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhằm chống lại kế hoạch dùng dân, lập ấp, bắt lính của địch. Tháng 11 năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch An Lão, tiến công quân địch ở khu phòng thủ, đánh vào nơi xuất phát của các cuộc hành quân càn quét của chúng. Chiến dịch này do đồng chí Giáp Văn Cương làm tư lệnh, đồng chí Đặng Hòa làm chính ủy. Lực lượng tham chiến có 1.769 đồng chí, gồm có trung đoàn 2 làm chủ lực, tiểu đoàn 409 đặc công quân khu 5, một đại đội và hai trung đội của tỉnh Bình Định, 6 trung đội huyện. Nhiệm vụ của chiến dịch là tiến công tiêu diệt hệ thống cứ điểm, tiêu hao sinh lực địch ở huyện An Lão. Chiến thắng An Lão là một nỗ lực lớn của quân khu 5 nói riêng và cả nước nói chung. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa rất lớn, tạo nên một khí thế cách mạng cho quân và dân quân khu 5, làm cho quân địch ở quận này hoang mang, lo sợ. An Lão là chiến dịch đầu tiên ở quân khu 5 đánh bại mọi biện pháp chiến lược của địch là phòng ngự bằng cụm cứ điểm kết hợp với hệ thống ấp chiến lược, đánh bại thủ đoạn đổ bộ,
bằng trực thăng của địch. Chiến dịch này đã thực hiện được phương châm là đánh tiêu diệt với các phương thức tác chiến. Chiến thắng An Lão là mốc son khởi đầu, thể hiện ý chí cách mạng tiến công và sức mạnh vô địch của quân và dân trong huyện nói riêng, cả nước nói chung, đánh dấu sự trưởng thành to lớn của sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, là kết quả tổng hợp của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, làm chói người thêm cho sự hào hùng của quân và dân trong huyện. Kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ đảng huyện An Lão và 56 năm chiến thắng An Lão là dịp để chúng ta ôn lại ý nghĩa lịch sử của thời đại và chiến công to lớn này, khơi dậy truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân, các dân tộc anh em trong huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, nhằm phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng và tinh thần sáng tạo của quân và dân trong huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị đại biểu và các bạn đội viên toàn quốc lắng nghe bài hát quốc ca của nhạc và lời Nam Cao do liên đội chúng em trình bày.